bà kia. Má vợ ơi, trả nợ. Trời, trời ơi, mới sáng sớm mà tới đây chi vậy? Bà Tươi ơi, bà Tươi. Má vợ ơi. Bà Tươi. Má vợ thiếu nợ ơi, ra đi. Ra đi. Trốn cái gì mà trốn? Bà Tươi. Không có ai mặc cái áo bông chấm bi mà trốn vô mấy cái chỗ cây xanh hết trơn á. Ủa? À. Trốn hả bà? Bà tính đi đâu? Ờ, cậu hai đi đâu sao mà sớm vậy? Nói cho bà nghe, tao đi đâu? Đi kiếm bà chứ đi đâu? Sao? Thiếu dai quá vậy? Chừng nào trả? Chừng nào trả cho tôi? Ờ, cậu hai, giờ tôi xin cậu hai cho tôi vài bữa đi. Chứ giờ thiệt tình tôi không có tiền. Thiệt tình là không có tiền hả? Ừ. Không có tiền. Ừ. Không có tiền vậy làm sao có tiền để trả? Mà cầm con dao kiểu đó, bà nhấn vô cái là bà xuyên từ trước là đằng sau luôn à. Bà hù cái kiểu gì vậy? Để tối không để ý. Hù cho đàng hoàng. Tại sao không có tiền? Được rồi đó. Chứ bây giờ tôi không có tiền biết sao vợ? Không có tiền biết sao vợ? Ha, tôi không thích mà nói câu đó. Bà nói câu khác đi. Xuống đây, bước xuống nói chuyện. Bà có biết từ bữa bà đánh bạc xong bà hứa với tôi bao nhiêu lần chưa? Hả? Nhưng mà giờ tôi không có tiền biết làm sao giờ? Không có tiền biết sao giờ kìa. Bà không có tiền mà đi về ha? Đi. Đứng đó. Mày lanh quá hả? Không có tiền mà đi về hả? Chứ bà không có tiền giờ làm gì bà vợ? Cái thứ nuôi ông táo nuôi khỉ giùm nhà. Hù tiếp cho tao. Trả tiền. Tao nó giữ bên mày. Được chưa? Cầm ngựa mất kìa. Nói câu khác cho tôi nghe coi. Dạ, tôi hứa với cậu hai là tôi sẽ xin việc làm, tôi đi làm, tôi kiếm tiền, rồi con Thắm nó cũng phụ tôi đi làm nữa. Ồ, nhắc tới Thắm mới nhớ nha. Thắm đâu rồi? Con Thắm hả? Thắm đâu? Nó đi chợ rồi. Đi lâu chưa? Sao tôi biết? Còn chuyện tôi bàn tính với bà sao rồi? Nhớ không? Tôi nhớ mà cậu hai ơi. Tôi nói nó mà nó nhất định không có chịu. Mà chính vì chuyện này á mà hai má con tôi á cãi nhau hoài luôn á. Không chịu hả? Không chịu thì phải làm cách nào cho người ta chịu chứ. Đưa đây. Nhanh. Cứa sao vậy? Cái dao hay là cái vũ móng tay vậy? Hả? Mày hù người ta mà đem cái dao gì vậy hả? Đem cây lớn sợ bị bắt. Cắt đi. Sao? Muốn sao? Cậu hai ơi, cậu ráng vài ngày giùm tôi nha. Tôi hứa với cậu là tôi sẽ đi làm, tôi kiếm tiền, tôi trả cho cậu. Dù tôi có làm trâu, làm bò, làm ngựa, tôi cũng bằng lòng nữa cậu hai ơi. Nó nghe nè. Ngồi xuống đây. Vô nó đi nghe bà. Nè, nó nghe nè. Ngồi xuống đây. Xuống đây nè. Má gái à, ha. Má đâu có cần làm trâu, làm ngựa như vậy đâu. Chỉ cần làm theo cách của tôi thôi. Để Thắm đồng ý thôi. Lúc đó má không cần phải trả nợ nữa. Mà má leo lên cái đầu cha tôi má ngồi. Kỳ vậy cậu? Đúng rồi. Hiểu không? Hai tiền này nói thì sẽ có tiền cho má. Rủng rỉnh luôn à. Sao? Cậu hai, cậu hai có cách gì cậu hai nói cho tôi nghe đi. Tôi sẽ làm cho cậu. Cậu có cách gì thì tôi cũng làm cho cậu mà. Được không? Chưa được hả? Chưa được. Cái cọc tiền này nó dày như là 52 lá bài. Má có thể xào tới xào lui. Được chưa? Được. Tôi hứa sẽ làm theo cách của cậu. Má ngoan quá. Chụp tấm hình lưu niệm nha. Nè, chụp cho tao tấm hình. Dạ. Từ từ lên. Chờ chút nha, chờ chút nha. Từ từ lên. Rồi, nè. Cô gì mà giống như khóc vậy? Cười nè.
Cậu hai cho em lên sóng cậu hai. Đây đây đây. Bây giờ mình quay clip một đoạn đi. Đó. Quý vị luôn ha. Đẹp ha. Rồi đó. Mấy yên tâm đi. Yên tâm. Mai mốt á, má là má của con rồi. Con sẽ tạo một kênh YouTube riêng cho má, là Bà Tư Cờ Bạc Vlog. Lúc đó má muốn làm gì làm. Má livestream mấy cái sòng bài của má luôn. Nhiều view à. Đây, nhớ dạ. Cách của tôi nha. Mà mình đâu có làm gì hại cho con mình đâu. Mình cho nó lấy chồng giàu mà. Mừng quá, bây giờ mình có tiền rồi. Mình đi đánh bài thôi. Tiền nhiều quá.